mới mặc cái áo cà sa, mới cạo đầu, tôi thì chưa thành tựu cái mục đích của cái việc tu tập, hay là cái vị đó lại nhận được cái sự danh vọng, cái nợ dưỡng, cái cung kính nữa, thì mà vị đó lại say mê tham đắm phóng dật vào nước. Thậm chí là rất là nhiều người khi mới đi xuất gia thì còn có cái tâm nguyện là hướng đến giải thoát, hướng đến giác ngộ niết bàn, nhưng sau khi vào tu tập rồi, nếu như cái môi trường tu tập đấy hay là vị đấy không gặp những cái vị thầy hướng chú trọng đến cái đời sống giải thoát, mà chú trọng về cái đời sống vật chất, về cái đời sống nội dưỡng, thì vị đó cũng sẽ nghĩ rằng tu tập là để hướng đến cái nội dưỡng như thế, làm sao để đạt được, có được nhiều cái danh vọng, có nhiều cái nội dưỡng này, hay là cái môi trường ấy, hay là bản thân vị ấy dù sống trong một cái môi trường rất là thanh tịnh, được nhận được cái sự cúng dường, cũng đủ cái trí tuệ để hiểu biết rằng là cái mục đích đi tu tập là để đạt được cái sự giải thoát giác ngộ, chấm dứt khổ đau, nhưng mà trước cái sự cám dỗ của cái danh vọng nợ dưỡng cung kính này, vị ấy cũng không cầm lòng được, vị ấy vẫn thoái chuyển cái tâm cầu đạo giải thoát, mà lại phát sinh khởi ra cái tâm cầu danh vọng, cầu nợ dưỡng, cầu những cái nhu cầu về vật chất càng ngày nó càng tăng trưởng, càng lớn mạnh lên, càng nhiều càng tốt. Thế là cái mục đích nó đã bị đi sai lệch, và vì đấy chìm đắm ở trong đấy, say mê trong đấy, tham đắm ở trong đấy, phóng dật ở trong đấy, giải đãi trong cái sự tu về tu tâm, hành đạo, và không còn, rồi dần dần cái chí nguyện đi đến giải thoát đấy nó mai một đi, nó phai nhạt đi, dần dần nó mất đi, và vị đó sống an phận như vậy, thích thú như vậy, hưởng thụ như vậy, thì cái vị đấy không có lưu truyền được cái đạo lý gì, không có cái pháp cho mình, cũng không thể để truyền đạt lại cái pháp giải thoát giác ngộ cho những cái đời sau. Và những cái vị ấy sau khi vị ấy tu hành lâu năm, trở thành những vị niên cao nạp trưởng rồi, vị ấy tiếp độ những cái người tập sự mới tu tập nữa, vị ấy cũng không có những cái pháp giải thoát giác ngộ, những cái pháp về tinh thần để truyền đạt lại cho thế hệ sau, rồi thế hệ sau cũng như thế, cũng bắt chước những cái người đi trước, cũng nghĩ rằng tu tập là thế, là để hưởng thụ những cái sự cúng dường, những cái vật dụng này của đàn na tín thí, và người đó không có cái tâm tầm cầu những cái pháp giác ngộ cao thượng nữa, mà vị đó chỉ an phận sống ở trong đấy, chọn cả cái kiếp sống đấy, thì cái đời sống như vậy là tội lỗi, như sống như vậy không đem lại cái lợi ích gì cho mình, không đem lại cái hạnh phúc và lợi ích gì cho những cái người thí chủ, cũng như là không đem lại cái hạnh phúc và lợi ích cho chư thiên và loài người, không làm sáng tỏ, không làm tỏa sáng cái giáo pháp này, không làm cái ruộng phước điền vô thượng cho thế gian này được. Thì đấy, một cái sự tu tập như vậy thì không những không có lợi ích gì cho mình, mà cũng không có lợi ích gì cho người. Đấy là cái sự hạ nhiệt nhất, đấy là cái sự thấp kém nhất, nhưng mà lại rất là dễ vướng vào, tức là người ta bị vướng vào cái chuyện đó thì rất là dễ dàng. Thì cái điều đó là vô ích, như một cái người đi lấy nõi cây mà lấy cái cành lá thì nó chẳng có cái lợi ích gì. Như vậy, một cái người tu tập mà vẫn còn hướng đến làm sao mà để mình có được chức quyền, có được danh vọng, có được địa vị, có được cái tài sản vật chất, thì cái người đấy là uổng phí cái đời sống tu tập đó. Đấy là cái ý nghĩa thứ nhất của cái ví dụ về nõi cây, đó là người đó không có đạt được nõi cây, mà chỉ đạt được những cái cành lá đấy mà thôi. Và ví dụ thứ hai là cái người đấy đi vào rừng tìm nõi cây, vị ấy bỏ qua cái cành lá, và vị ấy lại lấy được cái vỏ ngoài của cái cây đấy mang về và tưởng đó là nõi cây. Thì cái ví dụ này được ví dụ cho một cái người từ bỏ gia đình, sống không gia đình, đi xuất gia tu đạo, mặc dù được
danh vọng, được lợi dưỡng, cung kính, nhưng vị ấy không hoan hỉ, không tự mãn, không khen mình chê người. Với những cái danh vọng đó, với những cái lợi dưỡng đó mà vị đó lại nỗ lực tu tập và thành tựu được giới đức, thì với một cái người không ham về danh vọng lợi dưỡng là cái người đấy có cái tâm tu sẽ tốt hơn. Cho nên vị đó không khởi lên cái tâm tham đắm đối với những cái lợi dưỡng kia, và vị đấy sẽ thành tựu được những cái giới hạnh, những cái giới đức, những cái giới đức như là những cái giới luật mà Đức Phật chế định cho một cái người xuất gia là phải giữ, tức là phải kiêng tránh, từ bỏ cái này, từ bỏ cái kia, không được làm cái này, không được làm cái kia, không được sát sinh, trộm cắp, không được hành dâm, được nói dối, không được uống rượu, không ăn phi thời, không trang điểm, múa hát, không nằm ngồi nơi quá cao xinh đẹp, không được giữ tiền và vàng bạc. Đấy là cái sơ cơ của một cái người mới thọ sa di đã giữ những cái giới hạnh như thế rồi, để thu thúc các căn, nuôi mạng thanh tịnh, quán tưởng các cái vật dụng. Thì những cái giới hạnh như vậy, khi mà vị đấy còn tu tập thì còn phải có những cái giới hạnh còn cao hơn, đó là về những cái oai nghi, đi đứng nằm ngồi, thì cái vị đó cũng phải luôn luôn có cái sự thu thúc như thế, về cái hình tướng của mình luôn luôn phải thay đổi. Thì khi mà đã xuất gia rồi, vị ấy cần phải từ bỏ rất là nhiều những cái thói quen ở bên ngoài. Khi đi là vị đó phải đi làm sao cho nó trang nghiêm, tề chỉnh, không có cái sự nhún nhảy, không có cái sự nấc sắc, không có những cái hành vi, những cái lời nói thô thiển, thô lỗ, lỗ mãng, như là khi mà vị đó chưa xuất gia. Khi vị chưa xuất gia thì vị đó có thể sống buông lung, phóng túng, phóng dật, năng xăng, nói to, ăn to, nói lớn, ngỗ nghịch. Nhưng mà khi đã trở thành một người xuất gia rồi thì vị đó phải rèn luyện cả từ những cái cách như thế, cái cách đi, cách đứng, cái khi nằm, khi ngồi, khi nói, khi ăn, khi ngủ, ngay cả những cái hình tướng là mặc y, rồi tất cả mọi cái hành vi về hình tướng bên ngoài và cho đến nội tâm bên trong đều phải có sự thu thúc, đều phải có cái sự giữ gìn, đều phải có cái sự rèn luyện. Và mỗi ngày thì vị đấy sẽ thuần thục hơn, sẽ thuần thành hơn ở trong cái đời sống môi trường giới luật ấy. Vậy cho nên là khi đi xuất gia rồi sẽ có những cái vị xuất gia lâu năm và những cái vị mới tập sự xuất gia, vị sơ cơ mới xuất gia, thì nó sẽ có hai cái người đấy chung sống với nhau, cộng trú với nhau. Và những cái người vị xuất gia lâu năm rồi sẽ luôn luôn cần có cái sự nhắc nhở đối với những cái vị mới tập sự xuất gia. Bởi vì cái người mới tập xuất gia sẽ còn rất là nhiều cái tập khí, còn rất là nhiều cái thói quen, còn thô thiển, còn thô lỗ ở ngoài đời, và phải trải qua rất nhiều năm, nhiều tháng vị đấy mới trở nên nhu nhuyễn thuần thục được. Chỉ trừ khi có những vị nào mà đi xuất gia rồi vị ấy chứng A-la-hán ngay lập tức ấy, thì vị đấy sẽ thuần thành ngay tức thì như một vị dù là mới 7 tuổi thôi. Nhưng nếu như vị ấy đi xuất gia, vị ấy chứng A-la-hán trong lúc 7 tuổi ấy, thì cái oai nghi, tính cách, cử chỉ của vị ấy giống như một ông già 60, chứ không còn cái tập khí của những đứa trẻ con nữa. Nhưng mà một cái vị mà chưa chứng đắc được những cái đạo quả như vậy, còn là những cái người phàm phu thì có rất là nhiều những cái thói quen, tập khí, những cái tánh tình thô thiển ở bên ngoài. Ấy, nó chưa được nhu nhuyễn, chưa thuần thục ở bên trong, cho nên là sẽ phải luôn luôn có cái sự thu thúc, giữ gìn. Có những cái vị thì luôn luôn có cái ý thức tự giác rèn luyện và giữ gìn cái điều đó một cách nhanh chóng, nhưng mà có những vị luôn luôn có cái sự tác động của người khác, cần phải có những người khác nhắc nhở, cần phải có những người khác chỉ trích, cần phải có những người khác có khi phải mà phải dùng những cái lời nói nặng, mắng nhiếc, thì cái vị ấy mới sửa đổi được những cái thói hư, những cái tính tình ở bên ngoài, rồi vị đó dần dần mới thuần thục những cái oai nghi, những cái giới luật ở bên trong.
Thì khi mà một cái vị mà thành tựu được cái vị ấy chấp nhận thọ trì và chấp nhận những cái giới luật đấy rồi, thì khi mà nhìn sang bên ngoài thì vị ấy sẽ thấy có rất là nhiều những cái người khác có nỗi nợ, có những cái vị thì giữ giới một cách dễ dàng, nhưng mà cũng có những người vì cái tâm tánh, vì cái tính khí phóng dật, vị ấy rất khó có thể cuồng thành được, giống như là những cái người người ta điều phục những cái con ngựa, có những cái con ngựa hiền nó rất dễ điều phục, rất dễ thuần phục, nhưng cũng có những cái con ngựa nó ngỗ nghịch, nó rất là khó điều phục, nó rất là khó thuần phục, và nó cần một cái thời gian rất dài, cần một cái sự nghiêm khắc rất là lâu để nó mới thuần hóa lại được. Như vậy với cái người tu tập như thế, có những người thuần hóa nhanh chóng nhưng có những người rất là lâu. Và khi mà một cái người đấy đã giữ giới, có được một chút kết quả, thấy rằng mình đã thọ trì được giới hạnh và tự nhiên thấy mình cao thượng hơn. Tức là lúc đấy khi mà vị đó mà không nỗ lực nhìn vào bên trong mình, chưa không hướng đến cái mục tiêu, không hướng đến cái mục đích của mình, mà vị ấy lại luôn luôn đi phán xét, đi nhìn vào người khác, thấy rằng là cái người kia giữ giới không trong sạch, không thanh tịnh như mình, còn mình thì giữ giới trong sạch, giữ giới thanh tịnh hơn. Thì khi mà cái vị đó chỉ khởi lên cái ý nghĩ có cái sự phán xét như vậy, thì vị đó sẽ khởi lên cái lòng tự mãn, thấy mình hơn người khác. Đấy là có cái sự khen mình, có cái sự chê người, là do vị đó luôn luôn đi nhìn ra bên ngoài mà lại không nhìn vào cái mục tiêu, không nhìn vào cái mục đích của mình, mà lại đi nhìn vào cái hình tướng của người khác. Thì lúc đấy nó bị lệch, cái khuynh hướng nó bị sai lạc, vì đó không còn nỗ lực, không tiến bộ được ở trong cái giáo pháp này nữa. Vì cái mục đích của cái sự thọ trì giới, thực hành giới chỉ là làm nền tảng để làm cho tâm nó thanh tịnh thôi, chứ không phải là cái sự giữ giới này đã là cao thượng, đã là an ổn, đã an toàn, đã yên tâm, đã chắc chắn ở đây. Không phải là thọ trì xong bằng này giới, mình giữ được những cái giới hạnh như thế này, mình đã là cái người hơn người, đã là một cái gì đó cao siêu, cao thượng lắm. Nhưng mà một số người do cái không có nhìn vào cái mục đích của mình, mà lại đi so sánh mình với người khác, thấy mình hơn những cái người mà người ta phóng dật, hơn những cái người mà người ta phạm những cái giới này giới kia, thì cái vị đấy sẽ sinh ra cái sự khen mình chê người. Rồi từ cái sự khen mình chê người nó sinh ra cái tự mãn, và vì cái tâm tự mãn đấy nó sinh ra cái sự ngã mạn, sinh ra cái phóng dật ấy, thì vị đấy lại không thể tu tập chứng đắc được thiền định, không tu tập chứng đắc được những cái pháp cao thượng hơn, và vị ấy sẽ dừng lại ở đấy. Cho nên Đức Phật mới ví dụ cái người mà khi mà thành tựu được cái giới rồi, mà mình đã chấp phủ vào cái giới đó, có cái sự ngã mạn khen mình chê người ở đấy, thì cái vị đấy như là một cái người mới lấy được cái vỏ ngoài của nõi cây, chứ chưa được lấy được nõi cây, tức là chưa đạt được cái mục đích của cái đời sống phạm hạnh, chưa đạt được cái mục đích của cái người tu tập trong giáo pháp này, mà vị ấy cần phải hướng đến cái mục đích cao thượng hơn, chứ không được dừng lại ở đấy, chứ không đứng đấy mà đi phán xét, chứ không đứng đấy mà đi khen chê, chứ không đứng đấy mà tự hào, tự mãn, ngã mạn cho mình là hơn người khác. Rồi đến cái hạng người thứ ba, đó là đi vào rừng tìm nõi cây, nhưng vị ấy lấy được cái vỏ trong của cái nõi cây thì tưởng rằng đó là nõi cây rồi. Thì cái này, người này được ví như một cái hạng người đấy tu tập mà vị đấy đạt, dù được lợi dưỡng danh vọng, vị ấy không hoan hỉ tự mãn với cái lợi dưỡng danh vọng đấy, coi cái lợi dưỡng danh vọng đấy thì là cái phương tiện, thì là một cái tầm thường thôi để sử dụng tạm bợ cho cái đời sống phạm hạnh này, chứ không có tham ái, không có tham đắm vào đó. Cho nên vị ấy thành tựu được giới đức. Khi thành tựu được giới đức, vị ấy có thể suy xét biết là mình có thành tựu giới đức, vị ấy có thể hoan hỉ nhưng không tự mãn.
để có thể hoan hỷ với cái giới đức này. Nhưng không tự mãn, vì không tự mãn, không phóng dật, không khen mình chê người, nên cái vị ấy mới thành tựu được thiền định. Vậy cái người nào mà giữ giới một chút đã đi khen mình chê người thì vị đấy không thành tựu được thiền định, có tu nó không đắc định được. Thế nên là cái vị đấy cần phải biết rằng cái sự giữ giới là nền tảng để làm cho tâm thanh tịnh. Thì do vị ấy thành tựu được thiền định rồi, khi thành tựu thiền định rồi thì cũng có những cái người cũng sẽ nỗ lực tu tập tiếp để đi đến giác ngộ, giải thoát niết bàn. Nhưng cũng có một số người khi thành tựu được thiền định rồi, có thể là do cái sự tán thán của những người xung quanh khiến cho vị đấy quá hoan hỉ, quá tự mãn. Cũng có thể là do vị đấy tự suy luận rằng ta đã thành tựu thiền định rồi, còn những người kia chưa thành tựu thiền định. Vị ấy chỉ cần khởi lên cái ý nghĩ như vậy, ngã mạn nó sinh ra, kiêu ngạo nó sinh ra, rồi vị ấy lúc đấy lại bắt đầu trở nên khen mình chê người, coi thường những cái người khác, là tu tập không có kết quả, tu tập không có chứng đắc, không có thành tựu được thiền định. Còn ta tu tập có kết quả, có chứng đắc, có thành tựu được thiền định. Thì ngay khi mà vị ấy khởi lên cái tâm so sánh như vậy, thấy mình hơn người như vậy, thì vị đấy sẽ, cái thiền định của vị đấy sẽ không đạt được đến cái mức thâm sâu. Tức là vị đấy có thể đạt được cái mức thiền định ở cái mức vừa phải thôi, và vị ấy có thể không đạt được những cái năng lực như là các cái năng lực thần thông, hay là không thể đạt được đạo quả nữa. Vậy nên là nếu như cái vị đấy không tự mãn ở đấy thì vị đấy sẽ tu tập tiếp và có thể chứng đắc được những cái pháp cao hơn. Cho nên là vị đấy tiếp tục tu tập thì vị ấy sẽ thành tựu được, cứ tiếp tục tu tập thiền định đấy sẽ thành tựu được một cái pháp nữa, đó là thành tựu được cái pháp như là chi kiến. Chi kiến đây được gọi là tiên nhãn. Thì cái người đấy giống như một cái người thấy được cái giác cây, tưởng đó là nõi cây. Thì có những người khi tu tập thiền định thâm sâu hơn nữa, vị ấy có thể có được cái thiên nhãn, cái năng lực thiền định thâm sâu mà thuần thành, vị ấy có thể thấy được những cái cõi sống khác nhau, như là thấy được địa ngục, thấy được thiên giới. Khi mà một cái người mà còn là phàm phu mà có một chút thiền, có một chút về thần thông này, cũng rất là dễ khiến cho người đó, vị đó sinh ra ảo tưởng, sinh ra ngộ nhận, sinh ra mê lầm. Thì lúc đấy vị đó có thể thấy các vị chư thiên, thậm chí còn tiếp xúc được cả với các vị phi nhân, với các thiên chư thiên ở các cõi trời, mà thấy các cái cõi địa ngục, thấy các vị thiên thần. Thì cái mức độ này nó sẽ khiến cho một cái người còn tham ái, còn phiền não, sẽ khởi lên những cái ảo tưởng rất là lớn. Nhất là cái thời bây giờ, người nào mà chưa khi mà thực hành thiền định mà lại không hướng đến thực hành thiền tuệ, mà chỉ hướng đến phát triển những cái năng lực thần thông, hay là khi vị đấy có một chút thiên nhãn một tí, là vị đó rất dễ sinh ra cái sự ngộ nhận. Vì vị đấy sẽ thấy mình tiếp xúc với các phi nhân, với các cái thiên thần, hay là với các cái ngã quỷ địa ngục ấy, giống như là có một chút năng lực biết được những cái điều phi thường hơn người khác, thì vị đó sẽ rất dễ sinh ra cái sự đi mê hoặc lòng người. Và vì đó sẽ sinh ra cái tự hào, tự mãn rất là lớn. Thì thời nào cũng thế thôi. Một cái người mà có được cái năng lực thần thông một chút thì cái vị đấy sẽ dễ sinh ra cái ảo tưởng, cho rằng mình là cao siêu lắm, mình là cao thượng lắm rồi. Và cái vị đấy sẽ sinh ra cái tâm khen mình, chê người, thậm chí sinh ra những cái ảo tưởng. Vị đó nghĩ rằng mình đã đắc được các cái thánh đạo, đắc được những cái thánh quả rồi. Có khi trong cái ở cái giai đoạn đấy, vị đấy có thể nghĩ rằng mình đã chứng đắc niết bàn rồi cũng nên. Đấy là những cái điều đó là có thể xảy ra. Thì thời nào cũng thế, thời xưa cũng vậy. Có những cái vị tu theo những cái tà, những cái pháp về ngoại đạo tà giáo ấy, đôi khi vị ấy cũng tưởng mình là những cái vị a la hán. Như khi Đức Phật đến hóa độ ông yêu lâu tần loa ca diếp Uruvena Kassapa, thì với cái vị này tu về cái đạo thờ lửa và luôn luôn tự cho mình là một bậc a la hán. Thì mặc dù Đức Phật đã xuất hiện, Đức Phật đã dùng rất nhiều những cái năng lực thần thông để thị hiện, để chứng tỏ
rằng một cái vị Phật có những cái năng lực phi thường khác thường như thế, nhưng mà cái ông Uruguena Kassapa này ông ấy vẫn thừa nhận rằng vị này thật sự có năng lực lớn, nhưng vị ấy không phải là A-la-hán như ta. Ấy là ngay khi mà người ta tu những cái pháp ngoại đạo như thế thì người ta cũng tự nhận là A-la-hán như vậy. Đấy, huống chi là một cái người mà tu tập những cái pháp về thiền định, có những cái năng lực thần thông như vậy, thì rất dễ cái vị đấy sẽ tự ngộ nhận mình đã chứng những cái thánh quả, đã chứng được những cái đạo quả. Và vì vậy nên là cái điều đó vì nó dễ sinh ra cái sự tự mãn, khen mình chê người, tham đắm phóng dật. Và cái đấy nó cũng chưa phải là nõi cây, chưa phải là mục đích của phạm hạnh. Nhưng của xưa có những cái vị cư sĩ đến hỏi Đức Phật là bạch Đức Thế Tôn, có những cái vị thiện nam tử này đi xuất gia, sau đó vị ấy nói rằng vị ấy thấy được chư thiên, tức là nhưng mà không nghe được những cái âm thanh của các cái vị ơi, thấy được thiên nhãn, thấy được thiên sắc nhưng không nghe được thiên âm. Thì có phải rằng các vị ấy đi xuất gia trong giáo pháp của Đức Thế Tôn là vì mục đích để có được thiên nhãn, để thấy được các vị chư thiên ấy không? Thì lúc đấy Đức Phật mới nói là cái pháp, cái mục đích không phải, cái mục đích là tu học trong giáo pháp của ta không phải là vì để thấy được các vị chư thiên đó, không phải vì mục đích để thành tựu được những thiên nhãn ấy, mà cái mục đích là để đoạn trừ được phân kiến hoài nghi giới cấm thủ, để làm muội nược tham sân si, để đoạn trừ được năm hạ phần kiến sử, năm thượng phần kiến sử, để trở thành nậu tận, để chứng ngộ niết bàn. Thì đấy mới là cái mục đích, chứ không phải là cái mục đích để mà có những cái năng lực thần thông đó, nó chỉ là phù phiếm, là tầm thường thôi, là không quan trọng. Thì đấy là có những người khi mà tu tập chuyên tu về những cái pháp thiền định thì người ta cũng có thể dễ dàng thành tựu được những cái pháp về thiên nhãn này. Ngay cả thời nay vẫn có người có thể tu tập được, chứng được các cái pháp thiền, tứ thiền bát định. Sau đó nếu như vị ấy muốn tập để có được những cái thiên nhãn này thì vẫn có thể tập được, thuần thục theo làm chủ tâm theo 14 cách làm chủ tâm của tứ thiền bát định với các kasina. Nhưng với một cái người mà chưa thành tựu những cái pháp về thiền tuệ, chưa thành tựu về tuệ giác, mà đã ưa thích thích thú đối với cái sự tu tập về những cái pháp để phát triển thiên nhãn này, thì vị đó cũng rất dễ đi lạc đường, rất dễ sinh ra ảo tưởng, rất dễ sinh ra nầm tưởng, và rất dễ làm cho vị đó ngộ nhận và không đạt được cái mục đích giải thoát thật, mà sẽ bị chìm đắm vào đấy, say sưa ở trong đấy. Nhất là những cái vị ấy mà lại muốn chứng tỏ cho người khác thấy rằng mình có những cái năng lực đấy nữa, thì lại càng được rất là đông người ngưỡng mộ, ưa thích, thích thú, làm cho danh vọng của vị ấy tăng trưởng lên. Vị ấy sẽ đạt được cái sự nợ dưỡng lớn, cung kính lớn, vì đó sẽ tham đắm ở trong đấy, say mê ở trong đấy, phóng dật ở trong đấy, giống như Đề Bà Đạt Đa thành tựu được thần thông, dùng thần thông đấy để đi tầm cầu cái danh vọng nợ dưỡng. Cũng như vậy, nếu như bây giờ, thời bây giờ mà có người nào mà người ta tu tập thành tựu được những cái thần thông đấy, người ta cũng có thể rất dễ dàng dùng cái thần thông đấy đi tầm cầu danh vọng nơi dương, thì cái điều đó lại khiến cho vị đó tạo ác nghiệp, tạo ra những cái bất thiện nghiệp, khiến cho cái vị đó đem lại cái sự đau khổ cho mình và đem lại sự đau khổ cho người, đem lại những cái tà kiến, những cái tà pháp cho mình và đem lại cái tà kiến cho rất là nhiều người. Thì đó có thể sẽ dạy những cái pháp bất chánh, không chân chánh, thì đó sẽ làm cho nhiều người khác bị ngộ nhận, bị nầm tưởng theo. Đấy là một cái. Cho nên là trong cái bài kinh thí dụ nói cây này, Đức Phật mới nói ra cái điều đó để cảnh tỉnh cho những người, nhất là những người chuyên tâm tu tập về các pháp thiền, thiền định, không được hướng đến cái tầm cầu thần thông, nhất là những cái pháp về thiên nhãn, mà chỉ coi đó là một cái pháp tầm thường thôi, phải bỏ qua. Dù có đạt được, dù có đạt được thiền định, nhưng phải biết rằng thiền định đấy chỉ là nền tảng để phát triển trí tuệ. Dù có thần thông thì cái thần thông đấy cũng chỉ làm nền tảng để phát triển trí tuệ, chứ không được đắm nhiễm, không được ưa thích, không được tự mãn, không được say sưa thích thú phóng dật ở trong đó. Thế thì cái mục đích
là phải đạt được cái tuệ giác, đạt được cái trí tuệ giác ngộ tuyệt đối. Thì nhưng ở trong cái bài kinh này thì Đức Phật mới dạy rằng những cái gì có thể cao thượng hơn và thù thắng hơn chi kiến, hay là thù thắng hơn cái pháp thiên nhãn này. Đấy, thì đây là ở cái bài cuội mà Đức Phật dạy. Như thế thì Đức Phật dạy rằng ở đây này Bà La Môn, một vị tỷ kheo ni dục ni bất thiện pháp chứng và an trú thiền thứ nhất, một trạng thái hỷ đạt do ni dục sinh, có tầm có tứ, này Bà La Môn, pháp này cao thượng hơn, cao thượng hơn chi kiến, là một cái người thành tựu được sơ thiền ni dục ni bất thiện pháp chứng và an trú cái tầng thiền đấy, thì cái pháp đấy cao thượng hơn chi kiến, tức là cao thượng hơn thiên nhãn, cao thượng hơn cả thiền định, cao thượng hơn giới đức, cao thượng hơn danh vọng nội dưỡng. Những cái danh vọng nội dưỡng không thể so sánh bằng cái người thành tựu được cái pháp thiền. Mà ở kia thì Đức Phật nói là thành tựu được thiền định, ở đây cũng là tầng thiền. Vậy tại sao lại nói là cái thiền này cao thượng hơn cả thiền định, cao thượng hơn cả chi kiến, thiên nhãn? Thì ở đây là vì cái vị này trú vào tầng thiền, nhưng không phải là để hưởng thụ cái tầng thiền này, không để tự mãn với cái tầng thiền này, mà vị đó thực trú vào cái tầng thiền này làm nền tảng để phát triển cái tâm siêu thế, để phát triển cái chi kiến chánh trí, để phát triển cái trí tuệ giác ngộ. Vị đấy nhập vào sơ thiền, vị đó thoát ra khỏi sơ thiền, vị đó phân biệt cái danh sắc của tầng thiền đó, vị đấy thấy được cái tính sinh diệt của nó, vị đó thấy nó không phải là ta, không phải của ta, không phải tự ngã của ta, tức là thấy được cái sự vô thường, thấy được cái khổ, thấy được cái vô ngã của cái sơ thiền đấy. Cái đấy mới là cái sự cao thượng hơn và thù thắng hơn cả thiên nhãn, hơn cả chi kiến. Diệt tầm tứ chứng và chú thiền thứ hai, một trạng thái hỷ lạc do định sinh, hung tầm hung tứ nội tỉnh nhất tâm, cái này cao thượng hơn chi kiến. Rồi vậy ấy ni hỷ chú giả chứng và thiền thứ ba, chỉ có lạc với nhất tâm, cái này cao thượng hơn chi kiến, bởi vì ấy xả lạc xả cổ diệt thì yêu đã cảm thọ trước chứng mà ăn chú thiền thứ tư, thì cái này cao thượng hơn chi kiến. Rồi không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ, phi tưởng khi phi tưởng xứ, thì đấy là chứng vào tứ thiền bát định, nhưng vị ấy luôn luôn xuất ra khỏi tầng thiền đó và quán nó là không phải là ta, không phải của ta, không phải tự ngã của ta, thì vị đó mới không tham ái, mới không chấp thủ, mới không tự mãn, mới không phóng dật. Chứ còn nếu như một người chỉ có đạt đến sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền mà vị ấy không quán nó là vô thường của vô ngã trên những cái danh và sắc pháp của cái tầng thiền đấy, thì vị ấy sẽ tự mãn, nghĩ rằng đây là của ta, là ta, là tự ngã của ta. Vị ấy sẽ có tham ái, vị đấy sẽ có ngã mạn với chính tầng thiền đấy. Nhưng nếu như vị ấy nhập vào thiền, vị ấy lại thoát ra thiền, vị ấy phân tích ra những cái tâm hành của tầng thiền đấy để mà quán cái tính sinh diệt của nó, thấy nó là vô thường của vô ngã, thì vị ấy mới không tham ái, không chấp thủ, mới không tự mãn, mới không sinh ra phóng dật, vì ấy mới có thể đoạn trừ được những cái phiền não ấy, thì vị ấy mới có thể thành tựu được những cái đạo siêu thế được. Rồi vị ấy vượt khỏi phi tưởng, phi phi tưởng xứ, chứng và chú diệt thọ tưởng định, sau khi với thấy với trí tuệ các nậu hoặc đã đoạn trừ, này Bà La Môn, pháp này cao thượng thủ thắng hơn chi kiến, này Bà La Môn, các pháp này cao thượng hơn thủ thắng hơn chi kiến. Đấy là khi mà vị ấy diệt thọ tưởng định thì chỉ có bậc A La Hán bất và bậc bất na, thì cái vị đấy phải tuần tự thực hành cái tuệ quán về các cái pháp hữu vi là vô thường của vô ngã ấy. Vậy thì vị ấy mới có thể thành tựu được đến phi tưởng, đến diệt thọ tưởng định, thì vị ấy cũng không tham đắm ở trong đấy, mà vị ấy vẫn hướng đến diệt tận các nậu hoặc, tức là tu tập cho đến khi đoạn trừ các nậu hoặc, tức là thành tựu được A-la-hán thánh đạo thánh quả, thì lúc đấy vị ấy mới dừng lại. Thì cái pháp đấy, tức là những cái đạo quả tứ thánh đạo, tứ thánh quả ấy mới cao thượng, mới là thù thắng. Chứ thần thông không phải là cao thượng thù đắng, thiền định hay là giới đức hay là danh vọng nội dưỡng không có phải là cao thượng thù thắng. Hồi này Bà La Môn, ví như một người được tìm nõi cây,
tìm cầu nõi cây, trong khi đi tìm nõi cây, trước một cây nớn đứng thẳng có nõi cây, người ấy chặt nõi cây, lấy nõi cây mang đi và tự biết đó là nõi cây. Người ấy đạt được mục đích mà nõi cây có thể thành tựu. Này Bà La Môn, ta nói rằng người này giống như ví dụ ấy.